Thưa quý vị, trong các bản tin trước thì VTC14 đã phản ánh về việc doanh nghiệp vận tải Hà Sơn, Hải Vân đã hóa phép biến văn phòng bán vé thành bến xe riêng. Và điều này đang gây ra rất nhiều bức xúc cho những doanh nghiệp vận tải khác hoạt động trong bến. Sự bát nháo, phá vỡ quy tắc vận tải của nhà xe Hà Sơn, Hải Vân phải chăng đã thể hiện sự coi thường pháp luật? Và vì sao tình trạng này đã diễn ra nhiều năm tại nhiều doanh nghiệp vận tải nhưng mà cơ quan chức năng lại không xử lý kịp? Ghi nhận của nhóm phóng viên. Văn phòng bán vé nhà xe Hà Sơn, Hải Vân có địa chỉ tại đường Nguyễn Hoàng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hoạt động tập kết khách được diễn ra một cách công khai. Đến giờ xuất phát, nhà xe này sử dụng một xe 24 chỗ, không có logo để gom khách. Điểm sang khách được nhà xe thực hiện ngay khi qua cầu Thăng Long, có địa chỉ tại thôn Bầu, huyện Đông Anh. Thì đối với những phương tiện mà hợp chạy theo dạng hợp đồng, thì lực lượng chức năng cũng rất khó xử lý vì họ thường trả khách ở những nơi khuất và nơi không phải là lực lượng chức năng làm việc. Và thứ hai là cũng có những nhà xe thì thành lập những văn phòng, thì họ cũng hợp thức hóa hình thức đó là một dạng xe hợp đồng. Những cái xe trung chuyển của nhà xe thì không nhất thiết họ phải vào bến theo quy định, vì đó là họ đang sử dụng cái kẽ hở của pháp luật để họ kinh doanh vận tải. Nên đó là chính là cái khó khăn trong công tác xử lý, để muốn xử lý triệt để được cái vấn đề xe khách trá hình và xe khách mượn dưới dạng hợp đồng để vận chuyển khách theo tuyến quy định. Dù điểm sang khách này là một điểm được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cắm biển được phép đón khách tuyến cố định, tuy nhiên theo thông tư 12 năm 2020 của Bộ Giao thông Vận tải, tại điểm dừng đón trả khách chỉ cho phép mỗi xe ô tô vận tải hành khách tuyến cố định được dừng tối đa không quá 3 phút. Nhưng tại bến cóc này, nhà xe có dừng 3 phút hay 30 phút thì cũng không phải là vấn đề lớn. Việc đón trả khách diễn ra ngang nhiên như không hề e ngại bị xử lý. Qua công tác kiểm tra xử lý thì cũng tồn tại nhiều bất cập, như cái tuyến đường là có điểm đón trả khách do Sở Giao thông Vận tải cấp phép. Tuy nhiên nhưng mà một số các cái nhà xe, đặc biệt là có cả xe hợp đồng, lợi dụng những cái điểm đón trả khách này để dừng xe chờ khách rất là lâu, gây mất an toàn giao thông. Thậm chí có trường hợp dù đã được lực lượng chức năng bắt quả tang và chỉ rõ những vi phạm, nhưng việc xử lý lại không đơn giản. Thậm chí phụ xe, lái xe của nhà xe Hà Sơn, Hải Vân còn tỏ ra thách thức lực lượng chức năng. Đặc biệt là đối với các doanh nghiệp thường xuyên có phương tiện hoạt động trên tuyến đường này, yêu cầu là cam kết chấp hành đúng các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách của đơn vị mình. Và qua quá trình kiểm tra xử lý cũng như là giám sát cái việc hoạt động, nếu mà có phát hiện nhiều vi phạm thì sẽ kiến nghị Sở Giao thông Vận tải thành lập các đoàn kiểm tra đến các doanh nghiệp kiểm tra cái việc chấp hành của pháp luật của các doanh nghiệp. Khi lực lượng chức năng xuất hiện và xử phạt, bến cóc này trở nên vắng vẻ. Nhưng với xe khách của công ty Hà Sơn, Hải Vân, một bến cóc mới cách đó không xa lại được lập lên. Với kiểu hoạt động ngang nhiên vi phạm như thế này, dư luận đang băn khoăn liệu có ai đang bao che, dung túng cho nhà xe này hay không? Vâng, với 40 chuyến xe chạy ngày thường, 50 chuyến xe vào ngày cuối tuần, Hà Sơn, Hải Vân đang là đơn vị có tần suất dày đặc nhất trên tuyến Hà Nội-Lào Cai. Điều đáng nói thì việc nhà xe này ngang nhiên lập điểm bắt khách trái phép trong một thời gian dài ảnh hưởng đến việc phân luồng, phân tuyến, gây ách tắc giao thông trong khu vực nội đô thành phố Hà Nội và các tuyến đường khác. Tuy nhiên, phía cơ quan chức năng dường như không có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng này. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục đề cập tới câu chuyện này trong các bản tin tiếp theo.